Xin chào các bạn. Chắc hẳn ai đó trong chúng ta cũng từng ước mơ trở thành giám đốc doanh nghiệp, công ty, được làm sếp để ra lệnh cho oách phải không nào? Làm sếp vừa oai vừa nhiều tiền mà phải không? Ước mơ đó có thật, hoặc đôi khi đó cũng là một câu chuyện vui vui có thể chia sẻ với nhau. Ước mơ đó sẽ hoàn toàn trở thành hiện thực nếu bạn sinh ra ở quần đảo Cayman. Vì bình quân một người ở đây sẽ làm sếp đến 2 công ty. Về mặt số liệu thì đúng là như thế. Nhưng thực tế ra sao và vùng đất này có gì thú vị? Hãy đồng hành cùng với kênh thông tin đó đây để tìm hiểu nhé. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Như đã nói trong phần giới thiệu, vùng lãnh thổ mà hôm nay chúng ta tìm hiểu là quần đảo Cayman. Quần đảo này là một vùng lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh, một quốc gia có rất nhiều vùng đất hải ngoại. Quần đảo Cayman nằm ở phía tây của vùng biển Caribe, gồm 3 đảo Grand Cayman, Cayman Brac và Little Cayman, có tổng diện tích khoảng 264 km², nhìn chung khá là khiêm tốn. Dễ hình dung thì quần đảo Cayman nằm ở phía nam của Cuba, phía đông bắc của Costa Rica, phía bắc của Panama và tây bắc của Jamaica. Năm 2021, dân số của cả quần đảo Cayman vào khoảng 66,8 nghìn người, còn số doanh nghiệp được đăng ký tại đây là hơn 115 nghìn doanh nghiệp. Năm 2020, do dịch Covid-19 mà số doanh nghiệp tuyên bố ngừng hoạt động ở đây lên tới khoảng 9 nghìn doanh nghiệp. Nhưng cùng lúc đó cũng đã có rất nhiều doanh nghiệp mới được thành lập. Nếu chia cho số dân thì năm 2021, bình quân một người ở quần đảo Cayman có trong tay 1,7 công ty. Mình tính hơi tương đối một chút, và để nói cho tròn thì là một người sở hữu khoảng 2 công ty. Cố gắng để làm tròn với nhau một chút như vậy. Thực ra con số gần 2 công ty trên đầu người đã là hàng top của thế giới. Quần đảo Cayman là một trong những nơi có số lượng doanh nghiệp trên đầu người cao nhất thế giới. Khó ở đâu khác cao hơn được nơi đây. Nhưng có đúng là mỗi người dân tại quần đảo Cayman điều hành từ 1 đến 2 doanh nghiệp hay không? Thực tế không phải như vậy. Ai cũng điều hành doanh nghiệp thì lấy đâu ra nhân viên? Chẳng lẽ các doanh nghiệp một thành viên hay sao? Việc quy đổi số liệu như thế để chúng ta thấy rõ ở quần đảo Cayman nhiều doanh nghiệp đăng ký hoạt động như thế nào mà thôi. Sở dĩ nhiều công ty đăng ký hoạt động ở quần đảo Cayman là vì nơi đây được coi như là thiên đường thuế của thế giới. Như mình đã đề cập trong một số video trước đây về các quần đảo thiên đường thuế, những nơi này cung cấp dịch vụ ngân hàng hải ngoại cho các cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài, giúp họ không phải trả tiền thuế thu nhập ở các quốc gia mà họ cư trú. Ví dụ như một tập đoàn lớn ở Mỹ có thể thành lập một công ty con tại quần đảo Cayman và chuyển tất cả doanh số bán hàng thông qua công ty con, không thông qua công ty mẹ có trụ sở ở Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, công ty vỏ bọc và tuân theo luật thuế của Cayman chứ không phải của Hoa Kỳ, và tập đoàn kiếm được lợi nhuận từ đó. Thay vì phải chịu mức thuế doanh nghiệp của Hoa Kỳ, ví dụ như ở mức 38,9% vào năm 2017, lợi nhuận của công ty này không phải chịu bất kỳ khoản thuế doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập nào áp dụng tại quần đảo Cayman. Chính nhờ cách này mà quần đảo Cayman đã trở thành một thiên đường thuế phổ biến trong giới tinh hoa và các tập đoàn đa quốc gia lớn của Mỹ, vì không bị đánh thuế doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập đối với tiền kiếm được bên ngoài lãnh thổ cư trú. Thế cho nên, hàng trăm nghìn công ty đăng ký hoạt động tại quần đảo Cayman, nhưng thực tế chẳng hề hoạt động ở quốc gia này. Nơi đây chỉ giống như vỏ bọc của các công ty đó mà thôi. Chính phủ Cayman không đưa ra giới hạn đối với số vốn đăng ký của các công ty nước ngoài. Thông thường, số vốn tối thiểu được đăng ký là khoảng 50.000 đô la Mỹ. Quy định pháp luật yêu cầu mỗi công ty phải có ít nhất một cổ đông, có thể sử dụng quốc tịch của bất kỳ quốc gia nào. Công ty chỉ cần ít nhất một người giám đốc, dùng quốc tịch nào cũng được. Người nộp đơn chỉ cần cung cấp tài liệu có thể sử dụng làm bằng chứng để chứng minh địa chỉ và danh tính. Các công ty đã đăng ký tại quần đảo Cayman không phải nộp báo cáo tài chính. Khi các công ty này thực hiện hoạt động bên ngoài biên giới thì họ không phải khai báo thuế hoặc nộp thuế. Đây chính là điều thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài vào thiên đường thuế Cayman. Đấy cũng là lý do vì sao quần đảo Cayman có dân số chỉ hơn 66,8 nghìn người, nhưng có tới hơn 100 quốc tịch khác nhau nữa. Điều quan trọng là ở đây, sự riêng tư được đảm bảo tuyệt đối. Nhờ đó mà Cayman giúp các cá nhân và chủ doanh nghiệp che chắn tài sản cũng như danh tính của họ khỏi con mắt tò mò. Nhờ thu hút nhiều công ty, tập đoàn lớn của thế giới, mà theo một báo cáo, quần đảo Cayman đã trở thành trung tâm tài chính, ngân hàng lớn thứ 5 trên thế giới, với tổng vốn huy động lên đến 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Quần đảo này có hơn 300 ngân hàng, chủ yếu được cấp phép để hoạt động trên thị trường quốc tế. Hoạt động trong nước rất giới hạn. 40 trong tổng số 50 ngân hàng lớn nhất thế giới có chi nhánh tại quần đảo Cayman. Ngoài ra còn có một số nhà cung cấp dịch vụ tài chính như các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hay các công ty luật. Bình thường thì ai mà tin được một quần đảo nhỏ bé như Cayman lại có thể sở hữu những thông số kinh tế tài chính khủng khiếp như thế. Nhưng thực tế hoàn toàn là như vậy. Vậy là mỗi người dân Cayman không điều hành gần 2 công ty hay doanh nghiệp như chúng ta tưởng.
Nhưng sự có mặt của nhiều doanh nghiệp như thế góp ích rất nhiều cho sự thịnh vượng và giàu có của quần đảo Cayman. Năm 2019, GDP bình quân đầu người tại quần đảo Cayman lên tới 91.392 đô la Mỹ theo thống kê từ Ngân hàng Thế giới. Thông số này không chỉ là top đầu của khu vực Caribe hay châu Mỹ mà còn nằm trong nhóm đầu của thế giới. Với mức GDP bình quân đầu người thế này, quần đảo Cayman chỉ kém vài nước mà thôi. Ví dụ như Luxembourg, Liechtenstein, Monaco hay vùng lãnh thổ Bermuda mà kênh thông tin đó đây đã từng đề cập trong một video trước. Tất nhiên, việc trở thành thiên đường thuế cũng mang tới nhiều dị nghị cho quần đảo Cayman. Hồ sơ mà vỡ ra thì không biết sẽ thiệt hại đến mức nào. Quần đảo Cayman hay các thiên đường thuế khác đều rất sợ các vụ hồ sơ nọ, hồ sơ kia bị tiết lộ. Liên minh châu Âu EU cũng đưa quần đảo này vào danh sách đen về thiên đường thuế. Nhưng bất chấp các khuyến nghị quốc tế, Cayman vẫn phát triển không ngừng và trở thành một trung tâm tài chính quốc tế lớn. Danh tiếng của quần đảo ngày càng tăng. Thậm chí, quần đảo Cayman vẫn đang cạnh tranh khốc liệt với các trung tâm tài chính quốc tế khác như là Thụy Sĩ, Hồng Kông Trung Quốc, Luxembourg, bang Delaware của Mỹ và ngay chính với London. Những thiên đường thuế kiểu như quần đảo Cayman sẽ còn tồn tại lâu dài và tiếp tục phát triển. Nhưng vấn đề về thuế má tài chính chỉ là một khía cạnh khi nói về quần đảo Cayman. Nơi đây không chỉ nổi tiếng vì là thiên đường thuế mà còn là thiên đường du lịch. Nằm ở biển Caribe mà không phát triển du lịch thì thực sự là phi lý. Cái được đầu tiên của quần đảo Cayman là khí hậu lý tưởng. Quần đảo Cayman có khí hậu biển nhiệt đới với một mùa mưa khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 và một mùa khô tương đối nóng từ tháng 11 đến tháng 4. Có một điều chắc chắn không thể tránh khỏi ở vùng Caribe cũng như ở quần đảo Cayman, đó chính là bão nhiệt đới. Như đã đề cập ở phần đầu, quần đảo Cayman có 3 đảo chính, trong đó chính nhất trong số các đảo chính là Grand Cayman. Phần lớn dân số của cả vùng nằm ở đây. Dân số tập trung nhiều về đây đến nỗi, ở đảo Little Cayman, tức là Cayman bé nhỏ, dân số chỉ khoảng 200 người mà thôi. Hòn đảo này là một trong những nơi ít dân cư bậc nhất ở vùng biển Caribe. Ở đây, đông nhất không phải là người, mà là con cự đà. Có nơi gọi là con kỳ đà, cỡ đâu khoảng 2.000 con. Nhưng cũng chính vì vắng vẻ nên ở đây rất yên tĩnh. Còn nếu muốn ồn ào thì phải đến đảo chính Grand Cayman. Nhưng cự đà không chỉ là loài vật phổ biến duy nhất ở quần đảo Cayman. Nơi đây có rất nhiều loài vật hay, ví dụ như nhiều loài chim quý, một số loài rơi hay là rùa biển. Nhà thám hiểm Christopher Columbus đã từng gọi quần đảo Cayman là Las Tortugas. Từ này trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa kiểu như những con rùa biển. Vì ở đây có quá nhiều rùa biển. Con số rùa biển ở quần đảo Cayman thực sự rất lớn và đa dạng. Lặn biển thì sẽ dễ dàng gặp rùa biển. Hoặc có một loài nữa cũng rất hay là cá đuối gai độc. Ai mà lặn biển hoàn toàn có thể bơi cùng loài này để có một trải nghiệm thú vị. Ở quần đảo Cayman, điểm lặn biển thì nhiều vô kể. Người ta nói rằng bạn có thể ở đây cả năm và mỗi ngày lặn một chỗ khác nhau. Đa dạng đến như vậy cơ mà. Nước biển ở đây ấm, khá tĩnh và trong. Tầm nhìn lên đến hơn 30 mét. Nên sẽ dễ dàng để ngắm nhìn sự đa dạng của biển cả từ bên dưới. Và có một điều rất đặc biệt về tự nhiên ở quần đảo Cayman, đó là ở đây có những loài hoa phong lan cực đẹp và hiếm của thế giới. Ai mà thích chơi lan, đến đây chắc sẽ phải ngất ngây trước vẻ đẹp của lan Cayman. Không chỉ du lịch biển, ở đây còn có những hoạt động văn hóa đa dạng. Ai mà chẳng từng nghe tới danh xưng cướp biển vùng Caribe, hoặc đã theo dõi bộ phim nổi tiếng này với nhân vật hài hước Jack Sparrow. Ở quần đảo Cayman có hẳn một tuần lễ cướp biển trong năm. Đó là tuần lễ 10 ngày từ 12 đến 22 tháng 11. Tuần lễ này có đủ thứ hoạt động hay ho. Tất nhiên có diễn cảnh cướp biển xâm chiếm đảo. Ai mà muốn hóa thân làm Jack Sparrow như trong phim, cầm chiếc la bàn đặc biệt và khẩu súng chỉ có một viên đạn thì có thể đến đây vào tuần lễ cướp biển hàng năm. Trên đây là những chi tiết vô cùng đặc biệt về quần đảo Cayman, một thiên đường thuế khác của thế giới. Một nơi giàu có, xa hoa và cũng rất đẹp về mặt phong cảnh. Hy vọng các bạn đã có những trải nghiệm thú vị với clip ngày hôm nay của kênh thông tin đó đây. Nếu cảm thấy thích thú với nội dung này, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.